xe máy lao nhanh tông đổ cây xăng khiến một thanh niên văng xa vài mét. Hai thanh niên đi xe máy tốc độ cao lao vào cảnh sát giao thông. Triệu tập nhóm thanh thiếu niên ném đá khiến một lái tàu phải nhập viện. Người đàn ông dùng thuốc xịt cỏ đầu độc vợ cũ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tối ngày 12 tháng 7, trên mạng xã hội đã lan truyền một video ghi lại hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe máy phóng tốc độ cực cao, lao vào cây xăng, tông gãy chân một nam thanh niên và làm đổ trạm xăng khiến cho nhiều người hoảng sợ. Liên quan đến vụ việc, chủ clip chia sẻ, thời điểm xảy ra tai nạn là vào khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 7 tại khu vực ngã ba Bảo Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Một chiếc xe máy kẹp ba chạy với tốc độ kinh hoàng đã lao thẳng vào trụ bơm xăng và hất tung một nam thanh niên đổ xăng tại cây xăng, văng xa vài mét. May mắn, nhân viên cây xăng đã kịp thời bỏ chạy trước khi chiếc xe lao tới. Sau cú va chạm bất ngờ, bốn nạn nhân nằm bất động tại hiện trường, riêng một nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở chân. Quan sát hiện trường xảy ra vụ tai nạn cho thấy, hai trụ bơm xăng bị tông sập, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, bánh xe, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Các nạn nhân của vụ tai nạn sau đó cũng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường vẫn còn vương lại vết máu khiến nhiều người rùng mình. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát tại cây xăng ghi lại. Hiện chưa rõ các nạn nhân gặp chấn thương ra sao, nhưng sau khi đoạn clip được đăng tải, đa số người xem đều không khỏi bức xúc trước cách chạy xe của nhóm thanh niên này. Đặc biệt, nhiều người không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam thanh niên đứng đổ xăng khi không may gặp nạn. Hai thanh niên đi xe máy tốc độ cao lao vào cảnh sát giao thông. Thưa quý vị, thay vì dừng để kiểm tra theo hiệu lệnh, hai thanh niên dồ ga tông thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông tại chốt đo nồng độ cồn ở Hà Tĩnh. Cả ba người đều bị thương nặng. Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an thành phố Hà Tĩnh đang được giao điều tra, xác minh và xử lý vụ hai thanh niên tông trọng thương cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 12 tháng 7, tổ công tác đặc biệt 256 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn ma túy trên đường Trần Phú thuộc xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh thì phát hiện hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao và yêu cầu dừng để kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, hai thanh niên này tăng ga tông thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông Hoàng Hùng Cường, 34 tuổi, đang đứng trong khu vực khoanh vùng làm chốt đo nồng độ cồn, khiến anh gục xuống đường bị thương nặng. Hai thanh niên cũng ngã xuống đường. Cả ba người được đưa vào khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Hai thanh niên tông cảnh sát được xác định là Dương Nhật Hoàng và Nguyễn Văn Đà, 17 tuổi, cùng trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hiện anh Cường được theo dõi chấn thương sọ não và vùng ngực, cũng như vết thương tay trái. Hoàng và Đài được chẩn đoán chấn thương sọ não. Khi hai thanh niên này tỉnh táo, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định. Triệu tập nhóm thanh thiếu niên ném đá khiến một lái tàu phải nhập viện. Cũng liên quan đến nhóm đối tượng là các thanh thiếu niên, ngày 12 tháng 7, Công an huyện Văn Yên cho biết, cơ quan đã triệu tập một nhóm thanh niên có hành vi dùng đá ném trúng đầu người phụ lái tàu hỏa tuyến Hà Nội - Lào Cai, khiến người này phải nhập viện cấp cứu. Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Văn Yên cho biết hiện đã triệu tập đủ 8 đối tượng có hành vi gây thương tích cho người khác, gồm một thanh niên sinh năm 2010, 3 thanh niên sinh năm 2009, 3 thanh niên sinh năm 2008 và một thanh niên sinh năm 2006, cùng trú ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Bệnh nhân bị ném đá được xác định là anh Nguyễn Văn Quân, 53 tuổi, phụ lái tàu. Theo cơ quan công an, tối mùng 10 tháng 7, tàu hỏa H2705 chạy trên tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai tới km 192-800 thuộc địa phận xã Mậu Đông, huyện Văn Yên thì anh Quân bị ném đá trúng vào đầu, bị thương, phải đưa đi bệnh viện. Nhận được thông tin, Công an huyện Văn Yên đã xác minh, ra soát những người nghi vấn. Đến 17 giờ ngày 11 tháng 7 đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 7, nhóm tới khu vực thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên chơi, sau đó đi xuống thành phố Yên Bái. TGV và BVT chủ động rủ cả nhóm ném đá vào đoàn tàu. Lúc này, cả nhóm đi qua đường sắt cắt đường bộ thuộc xã Mậu Đông, dừng lại cách đường sắt khoảng 7 mét và đứng chờ tàu. Tàu đi đến gần, TGV dùng đá ném 3-4 lần vào đầu tàu, còn DMT nhặt đá ven đường sắt ném vào cuối đoàn tàu đang chạy. Tiếp đó, BVT dùng chai bia thủy tinh ném vào thân tàu, sau đó cả nhóm lên xe đi về nhà.
tàu H2705 sau đó phải đỗ ga Mậu Đông gần 2 giờ để chờ đơn vị đưa phụ lái tàu khác đến thay thế. Hiện anh Quân vẫn đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện. Liên quan đến vụ việc, ngày 17 tháng 2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đề nghị Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Công an chỉ đạo Công an, Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, tăng cường phối hợp với ngành đường sắt, xử lý nghiêm các hành vi ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành vi ném đá có chủ ý gây thương tích cho lái tàu có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của hành khách, nhân viên đường sắt cũng như người dân xung quanh, gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và ngành đường sắt. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Công an tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đơn vị xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng ném đá lên tàu. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giữa xe bán tải và xe máy xảy ra vào tối ngày 12 tháng 7 trên đường Bạch Đằng, đoạn cầu Thủ Ngữ, thành phố Thủ Dầu Một. Thời điểm trên, một xe bán tải đang lưu thông trên đường Bạch Đằng thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy đang lưu thông ngược chiều khiến xe máy bể nát. Xe bán tải lao một đoạn về hướng nhà dân. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới đầu xe bán tải, nam công nhân chạy xe máy bị cuốn vào gầm. Nạn nhân sau đó được người dân đưa ra khỏi gầm xe và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, người này đã tử vong. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định tài xế điều khiển xe bán tải là nam giới khoảng 20 tuổi. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai của tài xế xe bán tải để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Chiều 12 tháng 7, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý các trường hợp vi phạm giao thông tại khu vực nút giao Hoàng Quán Chi, Phạm Văn Bạch, nơi mới thực hiện thí điểm lắp camera phạt nguội và theo dõi vi phạm giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong thời gian ngắn triển khai lực lượng, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Bây giờ là khách đã xuất phiêu hoặc hỏa tốc thì ra hàng đến bây giờ thì không được thì em trả hàng về thôi. Cứ dục vào anh ơi nhanh lên cho em đi ra sân bay với thì em cứ phải phóng vu đi. Tổ công tác ngày hôm nay thì thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại nút ngã tư Phạm Văn Bạch và Hoàng Quán Chi. Qua tuần tra xử lý thì đã phát hiện và xử lý lập biên bản đối với 5 trường hợp. Chủ yếu là lỗi vi phạm về không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thì đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý và bên cạnh đó là công tác tuyên truyền để giúp cho người dân nâng cao được ý thức khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã chính thức khai trương hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thủ đô. Hệ thống giao thông thông minh bao gồm các ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công tác tổ chức, quản lý điều hành hệ thống giao thông vận tải một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thời gian và chi phí đi lại, bảo vệ môi trường. Hiện tại, hệ thống giao thông thông minh được lắp đặt thí điểm tại hai nút giao thông trên đường Phạm Văn Bạch, nút giao Hoàng Quán Chi và ngõ 9. Thời gian thí điểm giao thông thông minh từ nay đến tháng 12 năm 2024. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay, 13 tháng 7, tại km 10 980, tỉnh lộ 34, đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ chạy từ Hà Giang vào Bắc Mê để đi Cao Bằng, qua điểm sạt lở thì bị đất đá vùi lấp. Đến hơn 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài được 13 người, trong đó 9 người chết và 4 người bị thương nặng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, vị trí xảy ra tai nạn đã sạt lở từ 14 giờ chiều 12 tháng 7. Sau đó, lực lượng chức năng đã khắc phục, đến 18 giờ cùng ngày đã thông xe. Trong đêm 12 tháng 7, trên địa bàn xuất hiện mưa to, vị trí này tiếp tục sạt lở. Thời điểm xe khách đi qua bị mắc kẹt, nhiều người xuống đẩy xe qua đoạn ùn tắc thì bất ngờ đất đá vùi lấp. Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin sau. Tuyến đường nối từ chân cầu Trần Văn Sớm, thị xã Gia Rai đến chân cầu Rạch Trắng hướng đi huyện Đông Hải chỉ dài hơn 2 km đã được cử tri tỉnh Bạc Liêu nhiều lần phản ánh về tình trạng xuống cấp, khiến cho việc đi lại của người dân và phương tiện gặp nhiều khó khăn. Sau mỗi lần như vậy, Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Rai đều cho đổ đá, san lấp tạm thời các hố lún, động nước mà không duy tu, sửa chữa bài bản và kiên cố. Hiện nay, tuyến đường này lại tiếp tục xuống cấp, hư hỏng trầm trọng hơn. Thấy bây giờ đường cổ quá trời hư rồi, xe cổ đi qua đường này rất là bất tiện. Rồi xe đi chở hàng không mà đi này với xe cổ thứ chân. Như được rồi, xe cứu quả đó là khi mà chạy vô được đó là cháy hết rồi. Theo quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án duy tu, nâng cấp tuyến đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm đã được các thành viên thông qua tại cuộc họp thành viên Ủy ban dân tỉnh vào ngày 2 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, cho đến nay, con đường này vẫn là nỗi khổ của người tham gia giao thông. Người đàn ông dùng thuốc diệt cỏ đầu độc vợ cũ.
Thưa quý vị, gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án nghiêm trọng mâu thuẫn những người thân với nhau, thậm chí sẵn sàng dùng các hành động mất nhân tính như gây thương tích, đầu độc, hãm hại để đạt được mục đích cá nhân. Mới đây, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố một người đàn ông ở tỉnh Phú Yên về hành vi đầu độc vợ cũ bằng thuốc diệt cỏ nhằm tranh đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Hùng, 60 tuổi, ngụ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên để điều tra về tội giết người. Nạn nhân là bà TTH, 62 tuổi, vợ cũ của ông Hùng. Theo thông tin ban đầu, dù đã ly hôn nhưng ông Hùng vẫn sống chung nhà với bà H, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Do bức xúc về việc chia tài sản sau ly hôn nên Hùng đã nảy sinh ý định giết bà H. Sáng 30 tháng 6, bà H mua đồ ăn sáng về đặt trên bàn. Thấy vậy, Hùng lợi dụng lúc vợ cũ không có mặt đã đổ khoảng 100ml thuốc diệt cỏ vào đồ ăn sáng của bà H. Khi chuẩn bị ăn, bà H phát hiện đồ ăn có mùi vị bất thường nên trình báo công an. Làm việc với cơ quan công an, ông Hùng thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan đang tiếp tục xử lý vụ việc và sẽ sớm đưa ra hình thức xử phạt đối với Trần Đức Hùng. Từ nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân sống tại xóm Chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh và xóm Đường 10, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình đã phải hứng chịu mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Ninh Bình tại xóm Chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Là không thể tả được, mở cửa là tối không ngửi được. Mặc dù được cấp phép để xây dựng trại lợn giống thuần chủng với quy mô gần 1.000 m2 và chỉ được phép nuôi tối đa 100 con lợn nái giống và 6 con lợn đực giống để tạo ra lợn nái hậu bị cung cấp cho người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Ninh Bình đã liên kết với một đơn vị khác để chăn nuôi lợn thịt, có thời điểm lên đến hàng trăm con. Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm 2024 đến nay, trang trại này nuôi rất nhiều lợn thịt, mùi hôi thối từ trang trại lợn này bốc ra nồng nặc, nhiều gia đình phải đóng cửa suốt ngày. Có thời điểm người dân đã kéo ra để yêu cầu chủ trang trại phải khắc phục tình trạng mùi hôi thối, nhưng chủ trang trại vẫn không chấp hành. Không khí như vậy thì chúng tôi không mong muốn gì hơn, thì chúng tôi chỉ có muốn làm sao chính quyền giải quyết hoặc là như nào di dời các anh chúng mình thuê như thế này là không được. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân xóm Chợ Dầu đã nhiều lần có ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Tôi cũng hướng là sẽ tham mưu với lãnh đạo huyện là xem xét chỉnh lãnh đạo tỉnh các cấp thẩm quyền cho phép chuyển mục đích từ cái hoạt động sản xuất chăn nuôi lợn sang cái hoạt động là thương mại dịch vụ, tham mưu cho huyện là có văn bản lên Sở Tài nguyên Môi trường cũng như là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để giao cho các đơn vị có chức năng là đánh giá về các chỉ số về môi trường để từ đó có cái cơ sở là để trả lời cử tri cho nó chính xác. Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông giữ ổn định trong 3 năm gần nhất. Cụ thể năm 2023, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ khoảng 20 đến 25,65 điểm theo thang điểm 30 và 33,4 đến 34,85 điểm đối với các ngành xét theo thang 40. Với thang điểm 30, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là kỹ thuật điện tử và tin học với 25,65 điểm. Nhiều ngành lấy mức điểm chuẩn 20 là khoa học môi trường sức khỏe và an toàn, tài nguyên và môi trường nước, địa chất học, công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường. Đây cũng là những ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất của trường năm 2023. Với thang điểm 40, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là khoa học dữ liệu với 34,85 điểm và ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là toán học với 33,4 điểm. Năm 2022, điểm chuẩn của trường dao động từ 20 đến 26,45 điểm. Ngành khoa học dữ liệu lấy điểm chuẩn cao nhất là 26,45 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là khí tượng và khí hậu học, hải dương học, tài nguyên và môi trường nước, địa chất học, công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên và môi trường lấy 20 điểm. Năm 2021, điểm chuẩn của trường dao động từ 18 đến 26,6 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là máy tính và khoa học thông tin với 26,6 điểm. Tiếp đến là khoa học dữ liệu với 26,55 điểm. Một loạt ngành lấy mức điểm chuẩn 18 điểm như khí tượng và khí hậu học, hải dương học, tài nguyên và môi trường nước, địa chất học và công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên và môi trường. Năm 2024, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 1.850 chỉ tiêu cho 27 ngành học. Trường sử dụng 6 phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh, xét tuyển thẳng theo đề án của trường, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét điểm thi đánh giá năng lực, xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế và kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ quốc tế.
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.